Vũ Đại Review. Xin được chúc tất cả người xem của kênh luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn và mong mọi người luôn ủng hộ khi kênh ra chap mới nha. Chap 168. Chap tiếp theo của bộ truyện Toàn cầu băng phong. Ta chế tạo phòng an toàn tại tận thế. Ở chap trước sau khi Trương Dịch nói về vấn đề kích thước của con mèo Hoa Hoa, Mên thắc mắc là tại sao nó có thể thu nhỏ lại được như thế này. Ngay sau đó Lục Khả Nhiên thoạt nhiên lên tiếng giải thích, anh Trương Dịch, điều này không phải là vấn đề tự nhiên sao? Anh à, có vẻ như kỹ năng sinh học của anh không được tốt lắm. Cô tiếp tục giải thích thêm, mọi người thử nghĩ xem nếu nó luôn có kích thước khổng lồ như thế này, thì tất cả đám người đến từ Học viện Thiên Thanh sẽ không thể đủ để lấp đầy bụng của nó. Hân Hân di chuyển bánh xe tiến lại gần, cô cũng đưa ra suy nghĩ của mình về vấn đề kích thước của Hoa Hoa. Tôi cũng luôn có sự nghi ngờ về kích thước của Hoa Hoa. Nó luôn luôn xuất hiện và biến mất một cách đột ngột. Theo logic mà nói, với kích thước khổng lồ như vậy, dù nó chỉ cần tiến lại gần cũng sẽ tạo ra một lực chuyển động rất lớn. Nhưng trên thực tế, sự xuất hiện của nó đến cả một sư phụ võ thuật như cô Lương Duyệt cũng hoàn toàn không thể phát hiện ra được. Sau khi chúng ta nhìn thấy Hoa Hoa thu nhỏ kích thước và trọng lượng cơ thể, chú đang thưởng thức những gói thức ăn một cách ngon lành. Qua vấn đề đó, Hân Hân đưa ra thêm một ý kiến về mặt sinh học. Cô nói thêm, phân tích về cơ thể sinh học của Hoa Hoa, khi tính qua lượng thức ăn mà nó ăn, khả năng nó có thể thay đổi kích thước phóng to thu nhỏ hình dạng cơ thể là cực kỳ lớn. Trương Dịch sau khi nghe Lục Khả Nhiên và Dương Hân phân tích, thì Mên đưa tay lên cầm suy nghĩ một lúc và nói, nếu như vậy, thì vấn đề này sẽ được giải quyết một cách dễ dàng. Thực sự một con mèo có thể ăn được bao nhiêu? Tất cả mọi người vừa nói chuyện vừa nhìn ra bên ngoài khung cửa kính nơi Hoa Hoa đang ăn. Đột nhiên Hân Hân bật người dậy về phía trước, dường như cô thấy một dấu hiệu gì đó đáng lo ngại trên cơ thể của Hoa Hoa. Hoa Hoa, nó đang bị chảy máu. Trương Dịch tiến lại gần tấm kính, Mên áp sát đôi tay và khuôn mặt lại gần để nhìn rõ vết thương trên người con mèo. Mên vừa quan sát vừa nghĩ, trên người của nó có vết máu tươi, mặc dù đã đông lại, nhưng nhìn qua chắc hẳn là vết thương do Lương Duyệt dùng thanh kiếm long ngâm chém vào người nó, khó trách nó lại có dáng vẻ mệt mỏi như thế này. Quan sát qua biểu hiện và dáng vẻ đang ăn của Hoa Hoa, Trương Dịch đưa ra suy nghĩ, nhưng khi đang ăn, nó lại không hề để ý đến vết thương của mình. Suy cho cùng, đối với những con mèo hoang, vết thương từ lâu đối với chúng đã là chuyện thường tình, không có gì đáng lo ngại. Nhưng với tình hình như hiện nay, Vũ Đại Review nghĩ khi một chú mèo hoang đã mẫn cảm với những vết thương mà nó nhận được đã là chuyện quá bình thường đối với nó, thì với việc được ăn những thức ăn ngon mà nó ít có cơ hội được thưởng thức, thì đây đã là một cách nó sẽ dễ dàng được thuần hóa, bởi người mang đồ ăn tới cho nó. Mên đột nhiên đứng thẳng người dậy, suy nghĩ một cách nghiêm túc, Mên nghĩ, hiện tại tốt hơn hết là không nên tiến lại gần loài mèo hoang khi nó đang ăn. Ngày mai mình sẽ chuẩn bị một ít thuốc, và đặt nó ở gần có lẽ sẽ giúp nó hồi phục lại cơ thể, và đồng thời việc này chắc chắn sẽ nuôi dưỡng và tạo tình cảm với nó. Chuyển cảnh sang thời gian nghỉ của mọi người, trong căn phòng có ánh sáng vàng ấp áp, Dương Hân cùng Lục Khả Nhiên đang cùng nằm trên một chiếc giường nệm, cả hai cô nàng đang cùng tận hưởng quãng thời gian thoải mái nhất này, trên khuôn mặt của cả hai người biểu lộ cảm giác dễ chịu. Khả Nhiên quay sang phía Dương Hân và nói, Hân Hân, thực sự bây giờ mình rất muốn bạn tát mình một cái thật đau. Hiện tại mình cảm thấy như đây là một giấc mơ vậy. Cô nàng Dương Hân thì đang nằm nhìn lên trên trần nhà nghĩ vẩn vơ. Khả Nhiên tiếp tục nói, chỉ mới ngay ngày hôm qua, trong ánh sáng ban ngày đẹp đẽ và trong trẻo, chúng mình vẫn phải chịu đói, khổ cực và lạnh cóng dưới lớp băng tuyết dày. Còn bây giờ chúng ta đã ổn định được cuộc sống trong một căn phòng ấm áp, đầy đủ tiện nghi như thế này, tớ thấy như trong mơ vậy. Hân Hân ửng hồng đôi má nghĩ tới Trương Dịch, cô quay sang nói với Khả Nhiên, hiện tại chúng ta như thế này chẳng phải là rất tốt sao? Chúng ta nên cảm ơn anh ấy, tất cả mọi thứ chúng ta có hiện tại đều nhờ vào anh Trương Dịch. Khả Nhiên vừa tận hưởng quãng thời gian ấm áp này, cô nàng quay sang hào hứng đồng ý với Hân Hân. Đúng vậy, Trương Dịch đại ca thật là một con người mạnh mẽ. Ở tận thế khó có thể sống sót như thế, anh ấy lại có thể tạo ra một nơi trú ẩn tốt như vậy thật không tồi. Cô nàng Khả Nhiên quả thực đã bị Trương Dịch thôn tính suy nghĩ, cô nàng nghĩ về những thứ như trong mơ được Trương Dịch dành cho mình. Cô nàng đột nhiên cảm thấy phấn chấn, cô đưa tay lên nắm chặt bàn tay và nói, tớ đã quyết định rồi, chắc chắn trong tương lai tớ sẽ cố gắng phải làm việc thật chăm chỉ, và xứng đáng với sự quan tâm của anh Trương Dịch, dành cho tớ. Dương Hân ngạc nhiên với hành động của cô bạn thân, cô nàng quay sang hỏi Khả Nhiên, anh Trương Dịch đã yêu cầu cậu làm những gì vậy? Khả Nhiên quay sang phía Hân Hân và kể lại câu chuyện mình được Trương Dịch yêu cầu làm những công việc gì, cô nàng kể lại, đầu tiên anh Trương Dịch lôi ra rất nhiều máy móc hiện đại từ trong không gian, sau đó anh ấy để tớ tiến tới lại gần và làm quen với các thiết bị đó, tất cả các thông tin vấn đề cài đặt các thiết bị, có một số thiết bị đã hỏng nhưng những thứ đó tớ sẽ tự sửa chữa, và thay đổi một số cài đặt lại để chúng có thể sử dụng được. Ngoài việc giúp đỡ anh ta vận hành và sửa chữa thiết bị, Trương Dịch anh ấy có thể muốn chế tạo cả vũ khí nữa. Dương Hân quay sang hỏi Lục Khả Nhiên,
việc chế tạo vũ khí là hoàn toàn không hề dễ dàng đúng không? Lục Khả Nhiên đưa tay lên trán suy nghĩ và nói, ừm, nếu là súng bình thường thì việc chế tạo không hề khó. Tuy nhiên, một số loại súng phức tạp sẽ không thể sản xuất được nếu không có thiết bị và khuôn mẫu chuyên dụng. Ngay cả khi chế tạo theo mô hình có sẵn, thì sai số sẽ tương đối lớn và không thể hoàn chỉnh tuyệt đối. Hân Hân nói, ừm, việc thành chế tạo vũ khí rất khó bảo đảm thành công, Trương Dịch ca ca sẽ không thiếu thiết bị vũ khí thông thường. Tớ nghĩ súng bắn tỉa và bom sẽ hữu ích với anh ấy hơn. Cô nàng Khả Nhiên hoàn toàn đồng ý với suy nghĩ cô bạn thân của mình, cô nàng hào hứng nói, đúng vậy. Cô nàng đưa đôi mắt hướng lên trần nhà, cô nói tiếp, ngày mai tớ sẽ bàn bạc với anh Trương Dịch xem anh ấy cần những vũ khí gì. Chuyển cảnh sang buổi sáng ngày hôm sau, thời tiết bên ngoài tuyết vẫn không ngừng rơi. Bên trong nhà tại phòng khách, Trương Dịch và Lục Khả Nhiên đang ngồi cùng nhau xem lại các bản thiết kế, và cùng đưa ra phương án khả thi. Trương Dịch vừa nhìn bản mẫu mà Khả Nhiên đưa cho mình, mên nói, rất tốt, cô có thể sản xuất hàng loạt những thứ này. Nhưng quan trọng hãy chú ý đến an toàn, và cho tôi biết những vật liệu cần thiết để tạo ra chúng. Khả Nhiên lên tiếng trấn an, đừng lo lắng về vấn đề này, anh Trương Dịch, em rất chuyên nghiệp trong việc này. Trương Dịch quay sang nhìn Lục Khả Nhiên, mên khá tin tưởng cô nàng về vấn đề này, mên đưa ra thêm ý kiến. Sẽ tuyệt vời hơn nếu chúng ta có thêm mình và chất nổ. Cô nàng đưa tay lên ngực và ngầm đồng ý vấn đề này, không vấn đề gì, em sẽ lo liệu việc này. Chuyển cảnh sang khu vực học viện Thiên Thanh, những học sinh của ngôi trường này, dường như vừa lần theo được đường để thoát khỏi lớp tuyết dày đặc, phía bên trên Hạo Thành Vũ dường như đang gọi điện cho người nào đó, phía đầu dây bên kia trả lời, tôi đã hiểu tình hình rồi, tạm thời cậu đừng di chuyển, hãy đứng yên ở đó, tôi sẽ liên lạc ngay với người để đến cứu cậu. Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện, Hạo Thành Vũ tắt máy những người ở phía sau. Sau khi hóng được câu chuyện liên tục thở phào nhẹ nhõm, một vài anh chàng lên tiếng, tuyệt vời, cuối cùng chúng ta cũng đã được cứu rồi. Một anh chàng khác lên tiếng, tôi cũng không cần phải ở cái nơi chết tiệt này nữa rồi. Một anh chàng lên tiếng khen ngợi, Thành Vũ, cậu thực sự là người giỏi nhất. Cậu thật là tuyệt vời. Ở phía đằng khác một số thanh niên với khuôn mặt đang rầu rĩ vừa cầm điện thoại, dường như những anh chàng này không liên lạc được với người nhà của mình. Những thanh niên này nghĩ, chẳng lẽ, gia đình chúng ta đều đã phải chịu đau khổ rồi sao? Một số người khác thì có vẻ overthinking hơn, vừa nhìn về phía Thành Vũ đang mỉm cười, họ đều quan ngại, cha của Thành Vũ thực sự có khả năng đến giải cứu, nếu tại sao ông ấy phải đợi đến khi Thành Vũ liên lạc lại với ông ta sao? Vũ Đại Review nghĩ ở cháp sau, khi mà trong tim của Trương Dịch đã có Lục Khả Nhiên lo công việc sản xuất vũ khí, thì sức tấn công của Trương Dịch sẽ không hề nhỏ. Thêm nữa, những học viên ở Học viện Thiên Thanh kia có được cha của Thành Vũ, giải cứu hay không? Nếu chúng được giải cứu, thì thực sự đây sẽ là những mối nguy có thể gây hại đến cho mên, những cháp sau chắc chắn sẽ cực kỳ hay đây. Cùng chúng mình theo dõi kênh update cháp mới ở tập tiếp theo nha, nhớ follow và để lại bình luận góp ý nếu chúng mình có sai sót gì không nhé. Chúng tớ rất mong chờ để thay đổi tích cực và tốt hơn nếu được mọi người góp ý. Vũ Đại Review xin cảm ơn mọi người đã theo dõi ạ.